Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay, mình sẽ bình luận gián cờ kinh điển giữa Tây Độc Nguyễn Thành Bảo và Nam Vương Công Tử Lại Lý Huynh. Đây là gián đấu thứ hai trong chuỗi trận xô mắt diễn ra ngày hôm qua 20 tháng 7, 2021. Sau khi thua Lại Lý Huynh cả hai gián tại giải cờ tướng đồng đội Nam Bắc Tranh Hùng cách đây chưa lâu, hai kỳ dương Việt Nam lại gặp nhau để tranh tài trong một trận xô mắt do kênh Cờ Việt TV tổ chức. Mời các bạn thưởng thức gián cờ phế mã tấn công vũ bảo của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh. Bước vào gián đấu, sau khi dẫn trước 1-0 với thế trận tả mã bàn hà rất hay, vào gián thứ hai này được cầm tiên, Huynh chơi pháo 2 bình 4 sĩ giác pháo. Bảo lập tức đóng trung pháo để mở đầu cho một cuộc chiến tranh. Huynh mã 8 tấn 7. Bảo khởi mã, Huynh cũng khởi mã. Bảo ra xe, Huynh cũng ra xe. Bảo pháo 8 bình 7. Huynh xe 9 bình 8. Nếu như ở đây bên đỏ đổi lại chơi xe 2 tấn 8 chặn mã thì diễn biến sẽ như sau: trúc 3 tấn 1, xe 9 bình 8, xe 2 tấn 6, tượng 7 tấn 5, trúc 7 tấn 1. Chơi đến đây, mặc dù hai mã đỏ bị khóa nhưng ngược lại xe đỏ đang đè chặt xe mã của bên đen, ưu thế vẫn thuộc về cho bên đỏ. Quay lại gián đấu, Bảo chơi tiếp mã 8 tấn 9, Huynh lập tức pháo 8 bình 4 phong tỏ xe đen. Bảo trúc 3 tấn 1, Huynh xe 2 tấn 5. Bảo xuất xe mời đổi, Huynh xe 2 bình 7. Bảo pháo 5 bình 6, pháo 4 bình 6. Hai bên bố trí lại đội hình, Bảo bình pháo chuẩn bị bộ tượng bắt xe phòng thủ vững chắc. Trong khi đó, nhận thấy mã cánh phải không có quân bảo vệ sẽ bị đối phương công kích, Huynh lập tức chuyển pháo chuẩn bị bộ tượng phòng thủ cho mã 3. Hai kỳ dương quá hiểu nhau nên có những nước phòng thủ từ xa rất tích cực. Bảo chơi tiếp tượng 3 tấn 5 bắt xe, Huynh xe 7 bình 4 tróc pháo, sĩ 4 tấn 5, trúc 7 tấn 1, xe 8 tấn 8, sĩ 4 tấn 5, pháo 7 thối 1. Huynh bổ sĩ điều chỉnh phòng tuyến, đồng thời cũng ngăn chặn xe đỏ bình qua lộ 3 quấy rối. Bảo thối pháo đang phục bình pháo vào lộ 6 bắt chết xe của Huynh. Tuy nhiên, nước cờ làm cho thế trận trở nên trầm trọng. Nếu chơi phương án pháo 7 tấn 4 ăn chốt bắt tượng thì thế trận sẽ tốt hơn. Mời các bạn xem thử tượng 3 tấn 5 pháo 7 thối 2, pháo 8 bình 6 mời đổi xe, xe 2 tấn 9, mã 7 thối 8, pháo 7 bình 8. Chơi đến đây, bên đen đã phá vỡ kế hoạch cho chốt vượt sông của bên đỏ. Nếu bên đỏ vẫn cố tình cho chốt qua sông thì đen nhẹ nhàng thúc chốt bắt xe, sau đó chém chốt, thế trận sẽ được hóa giải. Chúng ta quay lại gián đấu. Trong thực chiến thì Bảo đã thối pháo một nước, lập tức Huynh chơi pháo 8 tấn 1, chiêu thức tuyệt luân. Nhận thấy thủ đoạn của Bảo chuẩn bị bắt chết xe, Huynh nhẹ nhàng tấn pháo một nước, khống chế toàn bộ ba quân xe pháo mã của Tây Độc, chuẩn bị thúc chốt vượt sông. Bởi vì trong bối cảnh này, bên đen không thể dùng pháo bắt xe, sẽ bị Huynh nổ pháo vào trung tâm, chiếu tướng, bên đen sẽ quy to. Chốt 9 tấn 1, Bảo bài mưu bắt chết xe của Huynh, nhưng Huynh đã tương kế tụ kế quá giải, giờ đây Bảo phải mở chốt để triển khai quân cánh trái tìm cơ hội phản công. Huynh chốt 7 tấn 1, với sự hậu thuẫn của các quân tiên phong đang nằm trên đất địch, Huynh thúc chốt vượt sông, uy hiếp nặng nề mã 3 của Tây Độc.
Nhất chốt đậu hà bán ra chi lực. Bảo mã 9 tấn 8, huynh chốt 7 tấn 1. Mã 8 tấn 7 ăn chốt bắt xe. Huynh xe 4 thối 2. Bảo mã 3 thối 4. Huynh thối xe duy trì kiểm soát đổi lỗ 4, tạm thời lấy thối làm tiếng. Bảo buộc phải thối mã nếu không muốn mất quân, vì hiện tại chốt 7 của huynh rất dũng mãnh. Huynh đi liền 3 nước chốt, khí thế hào hùng, diệu thủ liên châu như con rồng sóng bay lượn. Giờ đây sau khi thối mã, Bảo bộc lộ tử quyệt ở đường sáu. Lập tức huynh dùng pháo nổ pháo chém chết Phao Đen, phá vỡ hệ thống phòng thủ vững chắc của Bảo, mở ra một con đường tấn công trung lộ. Bảo chơi tiếp xe 2 tấn 9, mã 7 thối 8, sĩ 5 tấn 6, xe 4 tấn 4. Bảo chốt 7 tấn 1, huynh xe 4 tấn 1. Huynh tấn xe bắt pháo kiểm soát hàng cũ, đồng thời chia cắt song tượng của Tây Độc, mở đường cho một cuộc hành quân thần tốc. Bảo pháo 7 tấn 1, huynh mã 8 tấn 7, bảo mã 7 thối 8, huynh pháo 6 bình 5. Bảo thối mã để pháo uy hiếp mã đỏ, huynh lập tức đóng trung pháo, phế mã tranh tiên, tấn công trung lộ. Nước cờ tinh tế xảo diệu, được tính toán rất kỹ càng. Nếu lựa chọn nhảy mã lên để tấn công thì thế công cũng rất dũng mãnh. Mời các bạn xem thử. Chốt 7 tấn 1, mã 4 tấn 6 bắt tượng, tượng 5 tấn 3, pháo 6 tấn 7. Chơi đến đây bên đỏ ưu thế rất lớn, bên đen phải mất nhiều nước mới có thể uy hiếp được bên đỏ. Đỏ chủ động hoàn toàn. Trở lại gian đấu, Bảo chơi tiếp pháo 7 tấn 5 ăn mã, huynh pháo 5 tấn 4 chiếu tướng, sĩ 6 tấn 5. Nếu chơi phương án tượng 5 tấn 3 thì diễn biến sẽ như sau. Chốt 7 bình 6, mã 8 thối 7 bắt pháo, pháo 5 thối 2. Đánh ra hình kỳ này với lợi thế pháo khống, bên đen khó lòng mà chống đỡ. Cho nên trong diễn biến chính, Bảo đã chống sĩ để phòng thủ. Lập tức huynh chơi xe 4 bình 5 chiếu tướng, tướng bình 6, xe 5 tấn 1, tướng tấn 1, xe 5 bình 6. Sau khi đọt lại quân mã, lợi thế rất lớn. Tuy nhiên giờ đây đen có 3 quân đang tề tụ bên cánh trái, chuẩn bị phản công vào vị trí yếu của bên đỏ. Nếu chơi không chính xác, rất dễ bị dở trận. Lập tức Bảo mở một cuộc tấn công. Đầu tiên Bảo bình xe tróc tượng, uy hiếp luôn sĩ đái. Vì trong bối cảnh này quân không thể bổ tượng, sẽ bị pháo bắt chết mã, buộc quân phải bay tượng biên. Bảo chơi tiếp xe 7 bình 8, tiếp tục uy hiếp sĩ. Bảo dốc toàn bộ lực lượng phản công để tìm kiếm cơ hội, vì không còn đường lùi. Quân xe 6 thối 1 chiếu tướng, tướng thối 1, xe 6 bình 2. Quân hiểu rõ tình hình trong lúc này, lập tức bình xe tróc mã, nước cờ nhất cử lưỡng dụng. Một là có thể đuổi mã vào vị trí xấu để pháo truy bắt, hay là mở đường cho xe thối lui, vừa công vừa thủ. Nước cờ thể hiện rõ ràng công phu trung tàn vô cùng sắc bén. Bảo chơi tiếp xe 8 tấn 1 chiếu tướng, sĩ 5 thối 4, xe 8 bình 6, tướng tấn 1, mã 7 tấn 8. Lập tức huynh chơi pháo 5 bình 3 tróc mã. Bảo xe 6 thối 1 chiếu tướng, tướng thối 1, mã 7 tấn 9, xe 2 thối 6. Huynh thối xe chặn đường phát triển của mã đen, nước cờ chính xác. Nếu ham ăn pháo thì bên đen sẽ nhảy mã quò tàu, bên đỏ chắc chắn sẽ mất xe. Còn nếu như lựa chọn phương án bình pháo ra biên để dò cục,
thì diễn biến thế nào, mời các bạn xem thử. Lập tức bên đen chơi xe 6 tấn 1 chiếu tướng, tượng 5 thối 3, xe 2 thối 6, mã 9 tấn 8, pháo 1 bình 2, xe 6 thối 2 bắt mã, pháo 2 thối 5, xe 6 bình 3 và tướng 5 thối 1. Chơi đến đây xe pháo của bên đen bị khống chế, bên đỏ chiếm đại ưu thế. Trong thực chiến thì Quynh đã thối xe tróc mã. Bảo chơi tiếp. Xe 6 tấn 1 chiếu tướng, tướng tấn 1, pháo 7 thối 4 ăn pháo, xe 2 bình 1, xe 6 thối 6 tróc chốt, chốt 7 tấn 1, pháo 7 thối 1, chốt 7 tấn 1, xe 6 thối 2, quân xe 1 bình 6. Nhận thấy sau khi đổi quân, chốt đỏ sẽ gây nguy hiểm cho tướng đen, Bảo lập tức thối xe chi kích chốt đỏ, diệt trừ hậu hoạn. Quân bình xe tấn công tướng đỏ, bỏ chốt tranh tiên, nước cờ gần như bắt buộc. Bảo xe 6 bình 3, quân xe 6 tấn 7 chiếu tướng, tướng tấn 1, mã 7 tấn 6, xe 3 tấn 7 chiếu tướng, tướng thối 1, xe 3 bình 4, xe 6 thối 3, pháo 7 bình 6. Quynh thối xe đe dọa chiếu tướng thoát khỏi sự kiềm chế của xe đen, Bảo bình pháo ngăn chặn nước chiếu. Nếu đổi lại chơi tướng 6 bình 5 thì cơ hội vẫn còn cho bên đen. Mời các bạn xem thử. Chốt 5 tấn 1, chốt 7 tấn 1, chốt 5 tấn 1, pháo 7 bình 9, chốt 5 tấn 1, pháo 9 tấn 4, chốt 5 bình 4, pháo 9 thối 1 bắt mã, mã 6 tấn 8, xe 4 thối 5, mã 8 tấn 6 chiếu tướng, tướng 5 bình 4. Chơi đến đây với lợi thế nhiều hơn chốt, cơ hội chia đều cho hai bên. Quay lại hình cờ thực chiến, trong thực chiến thì Bảo đã chơi pháo 7 bình 6, Quynh chốt 5 tấn 1, Bảo xe 4 thối 2, Quynh tường 7 tấn 5, Bảo xe 4 bình 5 bắt chốt, Quynh xe 6 bình 5, Bảo tường 5 thối 3, Quynh chốt 5 tấn 1. Chơi đến đây thì ưu thế cờ tàn quá rõ ràng cho Nam Phương công tử. Bảo xe 5 thối 1, Quynh mã 6 tấn 7, Bảo xe 5 tấn 2 chiếu tướng, Quynh xỉ 6 tấn 5, Bảo xe 5 bình 3, Quynh mã 7 tấn 6, Bảo tấn xe chiếu tướng, Quynh thối xỉ, Bảo thối xe, Quynh chốt 5 bình 6, Bảo pháo 6 bình 5 chiếu tướng, Quynh bình chốt né tránh nước pháo nhập trung cột chặt xe chốt, Bảo lập tức bình pháo chiếu tướng khống chế trung lộ, nước cờ cần thiết phải đi. Quynh chơi tiếp xe 5 bình 3 đang dò cục, Bảo pháo 5 thối 1, Quynh tướng 5 bình 4, nước cờ tuyệt hay. Quynh bình tướng hỗ trợ cho xe chốt tấn công, Bảo xe 3 bình 4 bắt mã. Lập tức Quynh chơi xe 3 bình 4 chiếu tướng, xe 4 bình 6, mã 6 thối 5 chiếu tướng, pháo 5 tấn 1 chiếu tướng, tướng tấn 1, chốt 4 tấn 1, tướng thối 1, chốt 4 tấn 1, tướng thối 1, mã 5 thối 3. Sau khi đổi xe, ưu thế tàn cuộc quá lớn dành cho Nam Phương công tử. Giờ đây không còn sĩ để chống đỡ, Bảo khó lòng bảo vệ được thành trì.
Bảo pháo 5 bình 1 bắt chốt. Huynh chốt 4 tấn 1 chiếu tướng. Tướng bình 5, mã 3 tấn 2 bắt tượng. Tượng 3 tấn 5, mã 2 thối 1. Pháo 1 tấn 4, mã 1 tấn 3 bắt tượng. Tượng 5 tấn 7, mã 3 thối 5. Pháo 1 bình 3, mã 5 tấn 4 chiếu tướng. Chơi đến đây thì tay độc Nguyễn Thành Bảo đã buông cờ nhận thua, vì nếu có thối pháo về phòng thủ thì huynh sẽ ung dung chơi chốt 1 tấn 1, cờ đen cũng sẽ thua. Các bạn vừa xem xong ván cờ hậu thủ rất hay của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh. Trong ván đấu này có thể nhận thấy Nam Phương công tử vẫn là một kỳ dương rất khó bị đánh bại. Khai cuộc bài bản, chung cuộc sắc bén, công thủ nhịp nhàng. Tay độc Nguyễn Thành Bảo cũng rất cố gắng, nhưng đối thủ của anh quá toàn diện, rất khó để cho tay độc tạo được đột biến. Buổi bình luận của cờ tướng Bà Rịa đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Mọi góp ý xin hãy comment bên dưới để mình có thể hoàn thiện hơn những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.